Chào mọi người nhé. Hôm nay em là có một con Bích Tư với tình trạng là bị mất nguồn, không lên nguồn. Bây giờ em sẽ cắm để kiểm tra lại cái tình trạng của nó. Nay đi làm thu ở phải liều được một con Bích Tư. Không lên nguồn anh em ạ. Bây giờ em sẽ tháo cái bếp này ra để kiểm tra xem thử là nó bị hư hỏng cái gì mà nó lại không lên nguồn nhé. Bây giờ em sẽ tháo cái phím, cái bàn phím ra và em sẽ đo cái phím mở nguồn xem thử nó có, khi mình nhấn mở nguồn xem thử nó có thông thông mạch không. Nhiều khi ăn hến nó lại bị cái phím nguồn không 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 mở được, không có mà chỉ trong bó thì mình lại khác. Ở chỗ em Bích Tư họ thải ra mấy sinh viên đồ hỏng đồ, họ không không, không sửa bỏ ra nhiều lắm, cho nên là em có cơ hội để mua về để mình thực hành sửa chữa nghiên cứu em như khoa học sửa thì mình này bán là kiếm được ít đồng, không thì mình sẽ có kinh nghiệm. Phím nguồn nó nằm ở đây. Bây giờ em sẽ đo xem thử khi mình nhấn lên nó có thông mạch không, thông mạch phím không. Thì vẫn ok các bạn. Như vậy là không phải là do phím này. Bây giờ em sẽ bỏ phím qua một bên kiểm tra xem thử trên cây mạch nó có đi gì không. Một là nó hỏng cục chi, hai là nó hỏng cái gì bên trong. Xem thế nào. Ôi nó học công chi thật các bạn ạ. Ôi cái này hay là bị tí rồi. Theo như em biết thì tập cải trái công chi tỷ lệ hư GPT là nó khá cao. Bây giờ em sẽ đo hai chân của GPT xem thử nó có thông không bạn nhé. Đo và đổi chiều kính xem thử. GPT sẽ một chiều lên một chiều không lên. Lên cả hai chiều thì chết ngạc rồi. Tủ nó phong phong à, có thể nguyên nhân là do con tủ này nó bị phong rồi. Thế là hỏng con tủ này nó là làm chạy con IGBT dẫn đến đứt cầu chi. Bây giờ em sẽ tháo cái mạch ra để kiểm tra xem thử.
và em sẽ tháo luôn con IGBT để đó thử câu đi ốt nó có còn sống không hay là đi luôn cái câu đi ốt rồi. Đấy, trước tiên phải tháo mạch ra rồi tháo con IGBT ra nữa. Em sẽ đo cái câu đi ốt xem thử. Tù này nó hỏng rồi các bạn, nó bị phông nơi nó biến dạng thôi, nó bị phông biến dạng thôi. Bây giờ là sẽ tháo cái BT ra rồi xong rồi em tháo tháo tù ra tiếp. Con tù này là tù 5 vi. Em sẽ tháo con này ra. Rồi tháo luôn tủ này ra. Cũng tha thật các bạn. Con tủ này nó bị phông mình bị nổ rồi. Nó bị nổ rồi nên là có lẽ nguyên nhân là do ở đấy đấy, nguyên nhân do ở đấy, do con tù 5 mi này. Bây giờ em sẽ tháo cái chân nó ra. Rồi. Bây giờ em sẽ đo con câu diode này xem thử nó có còn nguyên vẹn không hay là nó đã đi theo IGBT rồi. Thì theo như em đo thì em thường thường là em đo 4 chân 2 lần đảo đảo chiều kim đồng hồ 2 lần. Ví dụ như giờ em để đây thì em đo như này. Không lên bỏ thang cái do ít đạp kim này nó có một chiều thuận một chiều nghịch một chiều lên một chiều không lên. Rồi con câu đi ổn này con sống anh em nha, em nhanh gọn vậy thôi.
biết nó có ok không. Bây giờ em sẽ thấy con một con IGBT vô đây. Xem con này là con mấy? 20R120. Thì em sẽ thấy một con, em không có cái loại này. Em không có loại H20R120 này. Em sẽ thay thế bằng một con 25N120. 25N120. Thì A nó sẽ cao hơn. A nó bên con cũ là 20A, con này là 25A. Thì em nghĩ là vẫn ok thôi. Bây giờ em sẽ thay thế nó vào. Thành ra là em sẽ phải bôi kéo tản nhiệt, nhưng mà vì là ở chỗ em không có kéo tản nhiệt nên là em để về luôn. Em không bôi kéo tản nhiệt vào thì nó tản nhiệt, tiếp xúc tản nhiệt nó tốt hơn, nó dẫn nhiệt tốt hơn nên là rồi bây giờ em sẽ thay một con tủ khác, con tủ 5B vào đấy. Rồi đây có một con tủ 5B. Bây giờ em sẽ kiểm tra con tủ này xem thử có tốt được không. Tủ này 4.99 mi. Về con tủ này con dùng ok anh em nha.
Rồi tiếp theo em sẽ tháo cái câu chi này ra và em thay vào một cho họ một cái câu chi khác. Câu chi này là 12.5A. Nó đã bị đứt. Em không có câu chi 12.5 nên em sẽ lấy một câu chi 12A để em thay thế vào. Rồi. Ok, như vậy là em đã thấy xong mấy cái linh kiện trên bo bị hư. Bây giờ em sẽ lắp lại về cái vỏ để kiểm tra xem thử nó có hoạt động ok không bảo bằng nha. Em hồi hộp lắm vì thực chất em tự học từ mo thôi. Phải học lại với lại trên em học trên YouTube với của các anh các bác chuyên sửa về bếp từ như bác Vũ Kiến rồi các bác em thấy thấy như bác làm rất giỏi nên em muốn học để làm theo để kiếm cái nghề. Nhưng mà thực chất là em vừa đi làm vừa đi đi học nhiều cái không 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 biết được.
Bây giờ em sẽ ngâm thử các bạn nhá, ngâm qua chống chập xem thử nó có lên không. Ồ vậy là bếp đã tiếp nhưng hoạt động rồi đó. Và hiện tại nó đang báo lỗi không có nồi. Bây giờ em sẽ thôi mình em sẽ lắp vào luôn. Rồi, bây giờ em sẽ gắm vào, không gắm chống chập nữa, em sẽ bỏ nồi lên em thử xem thử nó có nhấn nồi hay không, có nổ bình thường này không. Rồi, bếp đã nấu lại bình thường các bác nha. Nhân nồi và nấu bình thường ăn trong 6.2A. Và tăng mắc của cái bếp này là nó ăn trong 7A. Được đã sủi tắm rồi các bạn nhé.